Sáng 28 tháng 6, học sinh Hà Nội hoàn thành bài thi môn ngữ văn của kỳ thi Trung học Phổ thông 2023 với thời gian làm bài 120 phút. Theo ghi nhận của phóng viên VTC News, tại điểm trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, Hà Nội, dù đã hết giờ làm bài nhưng chỉ duy nhất một học sinh này ra khỏi phòng thi sớm nhất. Thí sinh này cho biết, đề ngữ văn năm nay khá bất ngờ khi rơi vào tác phẩm Vợ Nhạt. Trước đó em cho biết đã ôn tác phẩm Người lái đò sông Đà. Em làm được hết rồi, không quá khó nhưng không quá dễ. Mình tự tin là mình làm khoảng được bao nhiêu phần trăm trong bài, hoặc là mình sẽ đạt được khoảng bao nhiêu điểm? Mong là trên 85 ạ. Em nhận định là cả nước lịch tử ạ. Theo em thì cái câu hỏi nào sẽ là khó nhất trong bài để mình lấy đánh giá được năng lực và phân rõ cấp độ của học sinh? Chắc là câu cuối thôi, bởi vì là năm nay bài văn nó khá là khó viết, bởi vì là nó vào cái phần mà em nghĩ là ít bạn học. Nhiều thí sinh khác cũng có câu trả lời tương tự khi được hỏi đánh giá về đề thi môn ngữ văn năm nay. Chắc tầm là 70% ạ. Tại vì là phần nghị luận văn học nó cũng em cũng chưa ôn nhiều phần đấy, em cũng không biết phần đấy. Nên em toàn vào em tự chính cảm nhận của em suy luận thôi ạ. Em chủ yếu là em môn sông Đà với cả đoạn vợ nhặt thì em môn cái phần bà cụ tứ thôi. Chứ em không ôn phần này lắm, vào phần này thì em cũng rất ngạc nhiên. Sáng nay 28 tháng 6, thí sinh bước vào môn đầu tiên ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2023 trong thời tiết mát mẻ, nhiều nơi mưa lớn. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số thí sinh đăng ký là 1.024.063, trong đó 11.665 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi, chiếm tỷ lệ 1,14% so với số đăng ký dự thi. Toàn quốc có 63 hội đồng thi với 2.272 điểm thi và 43.032 phòng thi. Chiều nay, các thí sinh bước vào môn thi toán.